thì em cứ thích là thấy tiền là em phải chạy ra đã. Em đã nhìn thấy tiền nó nổ đây rồi, các anh chị chờ em một tí. Đâu em xem ạ. Đâu ạ, đâu ạ, các em của ai đấy ạ? Bên trong có tay thật lớn cho một cuộc giao dịch thành công lúc này này. Đây là em Tư Lên Đông Anh ạ. Và em Hải Bùi Văn. Hải Bùi Văn ở Thái Linh ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn từ Thái Linh ạ. Và chúng ta đã xuất hiện Thái Linh, Thái Linh có tiền rồi đấy ạ. Hoan ơi! Đội chó vàng à, đội chó đàn nó tổ chức kinh rồi. Mẹ hổ vào đây nó cắn chết. Một cuộc bắt tay nữa của anh Tuấn Phương tại chùa Hà Nội và anh Hoàng Trọng đúng không ạ? Hoàng Trọng con trai Thái Bình. Ok. Ok. Và tiếp tục lại tiền mang về Thái Bình à? Lại tiền. Hôm nay Thái Bình được đây. Cây quý lại về Hà Nội thôi. Tất cả cây quý của Hoàng Trọng con trai. Bạn ơi, Thái Bình mất hết cây này, lần sau có làm cỗ nữa không? Vẫn có. Thái Bình còn rất nhiều tài nguyên. Okay. Và anh em sẽ cố gắng khai thác làm sao để đẩy cái chất lượng tài nguyên nó lên càng ngày càng lên cao bạn ạ. Okay. Yeah. Chúc mừng Thái Bình. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với vụ bắt tay thứ 3. Giữa anh đây là anh Hoàng Trọc đúng không ạ? Anh Hoàng Trọc và anh Tuấn Phương. Anh nhìn cái cây này, nó là cây ba thân nên anh rất thích. Nên hôm nay thì xuống Thái Bình thì được ông em lại nhượng lại cho. Vâng. Cảm ơn. Xin một tràng vỗ tay từ quý vị đi ạ. Xin chúc mừng ngày anh rất là nhiều. Mình rất thích cái dáng này.
Còn cái nào còn hết rồi. Đây, đây, anh Thịnh nhỉ? Anh Thịnh. Ông Thịnh, ông Thịnh. Chú Hoạt, chú gì cả? Anh ơi, anh có thể giới thiệu bản thân để anh em làm quen với anh. Báo cáo với toàn thể anh em làm cây thì anh Tuấn Phương dừng chân xuống dưới triển lãm cây cảnh Mỹ Thuận này. Sau đó chạy qua gian hàng thương mại thì thấy cây này bảo ui rồi, cây hoa thân này đẹp quá, có tố chất để anh chinh phục, anh xây dựng, cho nên là chú nhượng cho anh. Và anh nói vậy thì tôi lại phải nhường cho anh thôi, vì anh xây dựng cây của nó rất là tuyệt vời. Chúc mừng anh ạ. Dạ vâng. Anh qua làn sóng của Yêu Cây anh có thể giới thiệu để anh em làm quen với anh ạ. Vì Yêu Cây lần đầu tiên được giao lưu với anh. Mình Facebook của Hoàng Trọng Bonsai TV. Xin nhà vườn đâu anh? Nhà vườn ở ngã tư Gia Lễ Thái Bình ạ. Ok, xin chúc mừng các anh. Em xin cảm ơn anh rất nhiều cây. Anh ơi, hai anh bắt tay lại cho em xin một kiểu ảnh nhá. Đây, giờ này mới kiểu chụp được ảnh. 1 2 Được rồi, chúc mừng các anh. Đẹp mà. Anh Tuấn Phương vẫn xây dựng cây này cực kỳ bắt giá hơn nhiều cây nhiều tiền đấy. Cái này quá chuẩn. Có hai thân đùa. Đây chúng ta lại tiếp tục đến với này vụ bắt tay thứ ba. Tiếp theo một trên chơi đi nè. Thì em thấy là các anh đang sung quá, các anh đang nổi nhiều cây quá, các anh chờ một chút ạ. Và âm nhạc ạ, một tiết mục biểu diễn của lại thay đổi chủ ngay trong vòng 5 phút ạ. Xin giới thiệu với quý vị, đây là cây dân cổ mà anh Tư Đen vừa sở hữu được từ anh Đại Vũ Văn Hóa bây giờ. Đây trải nghiệm cho bạn Tiên Tú Hưng Yên. Người yêu đây 182 ạ. Một tràng vỗ tay ạ. Các bạn cứ giảm tan để cho xin kiểu ảnh, các bạn đi vào đi. Các bạn 82 đi vào đi. 82 vào nhận cây đi. Rồi ok, âm nhạc bắt đầu đi ạ. Lên đi. Còn cây nữa không kêu mà tí nữa anh. Chỗ nào? Để cho các bạn. Cùng đến với cũng có tiền nổ rồi, bây giờ phải giả cây cho người ta chứ. Xin mời nhà vườn Linh Nga quay lại bàn giao một tác phẩm cho nhà vườn Phan Điệp tại Bách Thuận. Và trong khi đang chờ đợi nhạc một chút thì xin mời quý vị cùng đến với hướng mắt về phía một siêu phẩm sẽ được bàn giao ngay trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Đâu rồi nhà vườn Linh Nga ở đâu ạ? Đây giới thiệu với quý vị và các bạn, chúng ta đang chứng kiến một một cây 11 thân nhé. 11 thân. Nó kia rồi, Nga kia rồi. Xin mời nhà vườn Linh Nga và Phan Điểm. Giờ trở luôn đấy. Nga đây rồi. Chúng ta sẽ chứng kiến một bắt tay một siêu phẩm tương lai. Một siêu phẩm tương lai 11 thân quý vị nhé. Đây rồi. Đây rồi. Và một tràng vỗ tay đi ạ. Lớn hơn nữa đi ạ. Một siêu phẩm to như thế này mà bắt tay. Mà để vỗ tay bé như vậy ạ. Bắt tay to lên ạ. Chúc mừng nhà vườn Linh Nga cũng như nhà vườn Phan Điểm đã bàn giao một siêu phẩm cho buổi tối ngày hôm nay. Điểm nói gì không? Thực sự là đây là một tác phẩm rất là quý của em Linh. Thì cũng xin rất là trân trọng cái tình cảm của em và chắc chắn một điều rằng là Điểm sẽ các con này sẽ trở thành một cây rất quý trong tương lai. Khẳng định một điều là gì giữ tác phẩm Điểm sẽ khẳng định một điều là cây này sẽ trở thành một cây rất quý trong tương lai ạ. À? Một tràng vỗ tay ạ. Dạ vâng. Quá chuẩn. Trước hết là chúc mừng anh Điệp, người có tâm có tầm, cũng sở hữu được tác phẩm đẹp, mà cũng xin chúc mừng làng cây ngày càng phát triển. Anh em ơi, vỗ tay to hơn nữa đi ạ. Anh em 82 cứ giải ra đi ngắm cây đâu ạ. Anh em 82 ra nhận cây tiếp.
đồ quý lại về tắm hai rồi. Xin cảm ơn các anh các chị rất là nhiều, xin chúc mừng hai bạn. Và em bật mí một chút cho các anh chị ở đây biết cái giá trị của cây này nhá. Bật mí nhá, bật mí nhẹ thôi ạ. Rất nhiều tỷ. Thế thôi ạ, chỉ cần biết là như thế thôi đúng không ạ? Vì nhìn cái cây nhá, anh chị cứ đến mà xem. Cứ một ngọn là một tỷ. Cây này 11 ngọn ạ. Cứ thế là nhân lên ạ. Thì anh em chúng ta sẽ biết là giá trị của cây là như thế nào ạ. Đúng không ạ? 500.000. Dạ vâng. Anh em tắm hai vào chung với Điệp một kiểu nhiều. Anh ơi. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục vui ạ. Được rồi. Anh em tắm hai nó vào đây sao? Anh em tắm hai nó vào chung với Điệp. Tắm hai vào đây. À Điệp một kiểu đây. Cho ông hội tắm 2 anh lên quang. Tắm 2 rồi. Điều vào đây. Điều vào đây. Có người quay. Vào đây. Các bác ơi cho em xin kiểu ảnh. Cho canh yêu cây xin kiểu ảnh nhá. Nhưng mà nó đi quất lâm hết rồi. Bạn ơi. Xin mời phu nhân của bạn Phan Điệp có ở đây không ạ? Điệp Linh đâu rồi? Em Hòa phu nhân của Phan Điệp có ở đây không ạ? Không, không có đâu. Linh ơi con này đẹp thật. Con này đẹp, con nuôi lâu cả. Kiều vào đây. Cho thành bốn đi Kiều. Bạn vào đây, có người quay cho bạn. Bạn vào đây. Hôm nay gọi là cho vui. Các bạn làm cho. Làm chương trình không? À đây rồi. Đây chính là cái cây này là cây quý này. Kiều vào đây Kiều ơi. Là tin quý của nhà Phan Điệp đấy ạ. Quay từng người anh em một đấy. Đôi này lấy tiền, đôi này mất tiền. À, cây này là cây tiền. Nhưng mà nhớ này, đôi này có tiền nhưng buồn. Đôi này mất tiền nhưng vui, khẩn khỏi ngủ không được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì lấy được cây quý về. Anh em là cây đặc thế đúng không ạ? Đúng rồi, cây quý về được. Dạ. Khi mà lấy được cây quý lắm, còn khi mà cầm được tiền nhưng cười không vui đâu ạ. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi ạ. Cây rất đẹp bạn nhỉ. Chúc mừng bạn nhá. Chúc mừng bạn, con này đẹp thật sự. Quá đẹp luôn. Chúng đặt 57 đấy. Xếp hình xếp được. Không được 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 xếp được.